quay MV cùng Amy. Xin chào mọi người, thì hôm nay là ngày quay đầu tiên của MV. Và cảnh quay đầu tiên cũng là một cảnh quay mà mình nghĩ là sẽ mất khá nhiều thời gian, bởi vì là cảnh quay trên dây. Và Mi đang chuẩn bị make up để sẵn sàng chuẩn bị quay. Mọi người cùng chờ đợi nhé. Cảnh quay đó thì mình sẽ về edit. Và Mi đang ở dưới làn nước với cảnh quay treo dây. Mi tập nó trong vòng 1 tiếng, nên Amy cũng không quá lo lắng lắm. Amy chỉ mong rằng là mọi thứ diễn ra thật là suôn sẻ. Lúc đầu thì Mi hơi lo lắng một xíu, nhưng mà lúc sau đã quen hơn rồi. Mi khá ưng ý về những shot quay vừa rồi. Cảnh quay tiếp theo là cảnh quay Amy sẽ đi chơi với cả người bạn trai trong giấc mộng của Amy. Đấy, yay! Cuối cùng cũng đã xong set đầu tiên. Thì Amy đang trên đường để đến về set quay thứ hai. Thì set quay thứ hai sẽ nằm ở quận 5 và mọi người sẽ set lại con phố. Amy với anh Nicky sẽ đi chơi trên con phố đó. Just can't wait. Hi, xin chào mọi người, Amy đã đến set quay rồi này. Ở đây có một chiếc xe máy siêu dài, bàn trà, con cá và thêm chiếc xe máy đính kề lông vũ sáng tạo ghê. Đây sẽ là cảnh Amy đi dạo phố trong giấc mơ cùng anh Nicky. Sao Nicky đi đâu mất tiêu luôn. Bây giờ là 3:30 sáng và mọi người mới quay xong. Giờ thì Amy sẽ về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị quay cho ngày mai. Bye bye, see ya. Xin chào mọi người, hôm nay là ngày quay thứ hai của Amy. Và set quay đầu tiên sẽ là set quay ở trong tiệm may MM. Và Mi sẽ là cô chủ của tiệm may đấy. Bây giờ mọi người set up cũng gần xong rồi. Và Mi đang nghe brief kịch bản từ đạo diễn. Đây là set quay ở tiệm may của Amy. Sản phẩm rất là chỉnh chu và mọi người cũng đã cố gắng rất là nhiều, nên Amy đặt rất là nhiều kỳ vọng vào những cảnh quay này. Đây là ngày quay thứ hai, năng lượng vẫn còn rất là nhiều mọi người ạ. Còn đây là set quay phòng ngủ, đã 12 giờ đêm rồi, nhưng mà Amy vẫn cảm thấy mọi người trong ekip thật là nhiều năng lượng. Ekip của Amy lúc 3:30 sáng, yay! Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong toàn bộ MV. Amy cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Amy. Hãy cùng xem thành phẩm MV Mộng Như của Amy nhé.